trước mắt các bác và anh em thành nguyện đăng demo và giới thiệu một bản cao cấp nhá, loa cực cao JBL mã MX 600 65-340 leo và bát leo nhá. Mở cùng nghe ca khúc về xuân. Tin này anh không thèm kêu mướn vì đã có một em thơm ngọt vừa xen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi xin lê hay nhạc hậu hình Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại vòng đời tô thêm vào lòng người chán chứa mọi buồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng người em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả buồn. Đôi này anh Nguyễn ghép toàn hệ thống máy đẩy mới nhất các nhá, cao cấp luôn. Loa này là chưa có Việt Nam mà đấy xong một năm hàng cực đẹp các nhá, nó là bát neo và tem đen chất lờ luôn, tem đen. Tết này anh không thèm kêu mừng. Các anh chấm cho các anh và anh cái một like nhá để sản xuất ra nhiều quán cao cấp. Ngoài này anh không thèm đi chơi xin lê hay nhà mùi Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chán chứa mọi buồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếc người em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như lòng ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Bây giờ bản test nhạc sàn nó nhá, cho nó đã. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, một phiền nàng chỉ dối trá. Sáng cũng buồn, ôi em đau đêm thìa lòng. Sao em không nhìn về tương lai, hình hai là một nhánh hoa dài. Mới có Việt Nam nhá. Con này nó là MX 600 tem đen cao cấp đó nhá. Nó là model là MX 615 hàng siêu lướt của Mỹ. Công suất là khởi động là 400W, giữa là 800W và đỉnh nó là 1600. Đã tuyến 52Hz cho đến 2kHz. Loa thùng gỗ nhá. Con này cao hơn 515 nhiều. Có giá treo đỉnh đóng rồi. Đấy. Nhìn chưa?
gỗ cao cấp sơn polymer chống chảy xước, hàng sản xuất tại Mexico. Đấy, rất chất luôn. Một quả súp thôi nhá, cối luôn này, bánh bát dày ấm và trong máy đẩy, đẩy 4 kênh BS cao cấp thôi nhá, vàng S690 Pro cao cấp, một lương tiếng, có cổng quang Bluetooth, một quả lưng nguồn cao cấp, có đầu nguồn, một mic cao nhất của DBL Tech Long Gia năm 2022 K600 thôi nhá, tay rất đẹp luôn. Mọi thông tin mua sắm lắp đặt ở dịp Tết này, alo cho anh Nguyễn nhá, theo số điện thoại 0936 583 110, loa cặp loa có giá là 30 triệu anh em nhá. Anh có chào ba, chúc bác một ngày vui vẻ.